nhỏ thuộc mắt và quên gấp chăn sỏ đôi tất cho nó êm gót chân cỏi heo đất nhưng mà lên lớp năm mở tủ sắt để đôi Air Force One chất đường tắt chỉ có say chóc sương vở bài tập toàn là trang giấy trắng vì ta chỉ có tâm với cái con váy ngắn và tao tìa thêm cả mấy em tóc xoăn và tao mong một ngày tao trở thành dân cầm mai chưa bao giờ có những cầu đến lớp ngồi tính đạo hàm với cả căn bậc hai quên cả bút mà thay vì làm bài tập tao lại hàng ngày bật mấy cái kênh YouTube của Dre và Snoop để mà tăng được like giờ này chưa phải lúc để mày unsubscribe hello bitch như mày có chuyện tình cảm mà xem phim khi mày về nhà mà nằm điều hòa cùng buổi chiều ngồi rap và phê bình ra đường có mát có xe dream thì tao lại ngồi trong tiết nghe giảng và chờ cô biết tên bà về hết tận ba triết học Mark và Lenin với cái đầu toàn vần thì tao vô cảm vì cái lúc bồ dạng mấy cái bài nâng cao đối với tao đơn giản kiến thức cơ bản những ngày ôn thi mà chán chết tao mở cửa lớp học mà đi ra chọc VR mà đi vào quán net tao đi đá pet hoặc là FIFA tao với cả mà đám nhóc nhà quê cùng đi ăn phở rồi đá cốc cà phê tắt đi cái nhạc K-pop mà nghe thằng rapper giận chẳng với mái nó chẳng quay cất bước mình ngang dáng điệu và tao đốt thuốc trên bàn dám hiệu từ khi tao bước vào lớp từ khi tao bước vào lớp lấy cái bút chì kim 0.08 là mili đồng hồ xích bạc đưa đi vàng Becky Jane đánh răng rửa mặt ăn sáng xong đi thuê trong phòng ghi đủ loại thành phần tốt đẹp cho đến xấu nhất thằng ăn mặc chất như là giám đốc công ty có con ngồi trẻ lông mi mà tôi phấn mắt thằng ngủ quên mất mà lại không đi để thằng homie ngồi cáu gắt có thằng đầu đất cả buổi chỉ có ngồi đầu mắt phần tử giám thị trông thi thằng quanh đáp án tao hàng dọc ngủ chảy nước dãi ra bàn học chưa tự mình hái ra vàng ngọc đã mang phong thái của hoàng tộc là ai thì cứ đoán mà xem để có hôm trước thấy mấy thân trắng cả đêm mất giá không game chơi đến sáng cho nên ngồi thi mình chỉ ghi ngày tháng họ tên thì học gì nữa mày làm rapper mà kiếm sống rap đến khăn cổ mà đêm về ngủ mơ về tiếng trống quyết không từ bỏ mà e nếu đã không cố gắng rồi thì thôi đam mê từ nhỏ thì tao phải như cái thằng da trắng ở Detroit giờ này mày ngồi tích cực làm bài hoặc là ra ban công chưa đôi vào thằng long vài bạn có chiếu xét tới một hàng dài cộng trừ nhân chia làm cho tao tăng sâu mà học lại rồi chỉ có một mình mày yên tâm mày được học cùng tao rằng nào tao ghét học và đéo cần trình bày đây là thứ duy nhất làm cho tao quan tâm bước vào lớp 13 có những lời phản xét và cả kỳ trước tao mất thời gian trốn học một quả nét và cái mảng ký ức tệ nhất đời tao ngồi trong cái dạng đường chưa đầy 8 mét với cái thằng một sách những kẻ mà đáng ghét tao phải dành 4 năm nữa để mà gắn kết